Kính chào quý vị. Ly có từng nhắc đến cái chuyện mà cái bọn tin lèo nó sử dụng cái sân vận động Mỹ Đình, nó tổ chức cái gọi là tuyên ngôn thuộc linh á quý vị. Thì Ly rất là bức xúc và Ly rất là buồn, và nó mà cũng cũng cảm thấy là bất an, tại vì lúc quý vị biết đó, nó tổ chức từ năm 2009, nhưng mà chỉ đến khi, mặc dù Ly sống ở Việt Nam, nhưng mà chỉ đến khi Ly đọc trên sách hiếm Ly mới biết qua vậy, để thấy rằng là cái trang sách hiếm nó rất giá trị, mà nếu không có nó thì có thể là đến lúc ta mất bò mới lo làm chuồng. Mời quý vị nghe bài Lửa đã cháy ở Mỹ Đình, bao giờ lan đến chùa Quán Sứ. Mời quý vị nghe. Không biết tiếng có vọng quá không biết. Bài này hay lắm quý vị. Lời của tòa soạn. Bài viết sau đây đăng trên web phattuvietnam.net ngày 7 tháng 1. Đến nay được 2 tuần và đã có 7.260 đường nối điện tử phổ biến trên mạng. Một bài viết cảnh báo một tai nạn lớn đang đè trên đất nước. Tai nạn này có thể chặn đứng nếu những người cùng một tổ tiên con hồng cháu lạc, cùng ý thức và tích cực trong việc đáp lại ngọn lửa xâm lăng văn hóa này. Sách hiếm. Và đây là bài Lửa đã cháy ở Mỹ Đình, bao giờ lan đến quán xứ, của tác của cư sĩ Minh Thạnh. Để Ly sợ to quá. Alo, 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 to quá, tiếng vọng, một cái dây thì nó hết cỡ để xa rồi. Mời quý vị nghe bài này rất là hay. Mời quý vị nghe nhé. Chẳng bao lâu nữa, đám lửa bùng lên từ Mỹ Đình kia, hay từ bất cứ tư gia nào, sẽ lan đến khắp mọi miền đất nước và lan cả đến xung quanh chùa Quán Sứ hay mỗi ngôi chùa khác. Mùa Noel năm nay, bên cạnh các hoạt động tưng bừng, không khí ăn chơi, hội hè, mua bán thường thấy ngoài xã hội, chúng ta còn chứng kiến sự trỗi dậy của tin lành qua một loạt các sự kiện lễ hội mừng Giáng sinh được tổ chức vào giờ chót khắp nơi trên đất nước, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Không khí buổi lễ tại Hà Nội được miêu tả như là lửa đã cháy trên quảng trường Mỹ Đình Hà Nội, với 12.000 người tham dự, trong đó có 2.000 người cải đạo tại chỗ. Tức là trong cái đêm đó có 2.000 người cải đạo tại chỗ. Được giới tin lành đánh giá là mùa gặt bội thu. Một tôn giáo tổ chức lễ hội ngoài trời là điều bình thường. Ở khúc này thì Ly không đồng ý với cư sĩ. Không phải không bình thường thưa quý vị nhé. Nó được tổ chức chỉ trong phạm vi nhà thờ, không được tổ chức ở những nơi công cộng. Cái chuyện này tại nước Mỹ cũng vậy, cũng áp dụng. Mà đây nó tổ chức ngay trên sân vận động Mỹ Đình, là cả cả cái bọn tin lèo này và cả cái người nào cho nó tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình đều phải cần diệt, diệt nhá. Chứ không nói nhẹ nhàng được với cái bọn này, mất nước như chơi. Mời quý vị nghe tiếp. Một tôn giáo tổ chức lễ hội ngoài trời là điều bình thường và là điều đáng chúc mừng, vì đó là nơi tín đồ thể hiện niềm tin, niềm vui, niềm tự hào về tôn giáo của mình. Điều đáng chú ý là hầu hết số người thắp lửa tại Mỹ Đình là thanh niên, kể cả mục sư, với một con số cải đạo chỉ trong một đêm truyền giảng như vậy, quả là lửa cải đạo đã bốc thành ngọn. Ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt những gì trong buổi đốt lửa có tính chất mở màn khúc quanh chiến dịch đó. Họ đã xác định qua tuyên ngôn thuộc linh như sau. Đây là cái mà quý vị hãy gõ lên Google
Và quý vị vô cái phần cái Google mà cái phần YouTube đó, quý vị sẽ thấy một cái gọi là gõ dòng chữ gọi là tuyên ngôn thuộc linh, quý vị nghe thì quý vị thấy cái thằng mục sư nó đọc những cái lời này ở giữa thủ đô Hà Nội mà nó gào như một thằng điên, nó gào như kiểu là nó muốn là nó gào cho cả nước Việt Nam nghe, chúng nó tuyên bố, chúng nó tuyên chiến. Nó gào được một lúc thì nó tắt tiếng luôn. Và một thằng khác giành lấy mic để gào tiếp. Quý vị nhé, Ly coi đi coi lại mà Ly sôi máu dữ lắm. Vẫn cảm giác nó vọng nhiều. Mời quý vị nghe tiếp. Với một con số cải đạo chỉ trong một đêm truyền giảng như vậy, quả là lửa cải đạo đã bốc thành ngọn. Ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt những gì? Trong buổi đốt lửa có tính chất mở màn khúc quanh chiến dịch đó, họ đã xác định qua tuyên ngôn thuộc linh như sau: dân tộc Việt Nam chắc chắn thuộc về Đức Chúa Trời. Cho Ly chửi cái nha quý vị. Tại vì Ly, quý vị đừng nói Ly là cô giáo mà không nên vậy. Nhưng mà chúng nó giữa thủ đô Hà Nội, chúng nó chửi tổ tiên mình thường tự hào là con lạc cháu hồng, mà chúng nó nhục mạ như sau, thì cho nên Ly rất là bức xúc quý vị. Ly không thể không nói. Nó nói nè: dân tộc Việt Nam chắc chắn thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi xiềng xích tội lỗi và rủa xả của các thế hệ trước đã bị tuyên bố cắt đứt. Hình ảnh con rồng, tức con rắn xưa, là ma quỷ. Ai mới là nhục mạ quý vị? Quý vị cho Ly nên dùng cái từ gì với cái tà đạo này, với cái bọn khốn kiếp này, với những cái bọn khốn nạn này? Chứ Ly rất là bức xúc thưa quý vị. Hình ảnh con rồng, tức con rắn xưa, là ma quỷ. Kể từ nó gọi rồng rắn là ma quỷ đó quý vị. Nó gọi tổ tiên lạc hồng là rắn là ma quỷ. Kể từ nay không còn được tiếp tục được ảnh hưởng trên dân tộc Việt Nam. Việt Nam thuộc về Đức Chúa Trời. Từ nay dân tộc Việt Nam sẽ được phước. Hội Thánh Việt Nam sẽ bước vào một cơn phấn hưng chưa từng có, và trong một tinh thần hiệp thông khăng khít với Đức Chúa Trời. Người ta có nhiều cơ sở để tin rằng một ngày nào đó không quá xa, chỉ chừng 10 hay 20 năm, dân tộc Việt Nam sẽ thuộc về Chúa Trời. Nếu nhìn vào cách cải đạo, truyền đạo đầy chủ động và bài bản của Tin Lành và sự thụ động chủ quan rời rạc trong hoạt động của Phật giáo, trong giai đoạn hiện nay, Tin Lành du nhập vào Việt Nam chủ yếu từ sự hỗ trợ của giới tư bản Hoa Kỳ, Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á như Singapore, Malaysia. Đây đều là những lực lượng có tiềm lực tài chính vững mạnh, nhiệt huyết có thừa, và quan trọng nhất là họ có những kỹ thuật truyền đạo, cải đạo rất bài bản. Họ đã áp dụng những triết lý, lý thuyết, kinh nghiệm quản lý, quản trị, marketing hiện đại, đã ứng dụng thành công trong kinh doanh, phát triển thị trường, bán hàng, trong hiểu nhu cầu của con người, chiêu dụ khách hàng, chiêu dụ lòng người. Những người tài trợ trực tiếp hướng dẫn truyền đạo, cải đạo đa số đều là những người đã kinh qua kinh nghiệm quản lý, có tiền, có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt, thuyết phục, hùng biện. Họ vừa sử dụng kỹ thuật cải đạo, đám đông, vừa phân tán theo kiểu kinh doanh đa cấp. Khi cần, họ tập hợp một đám đông, kích thích tâm thần, cuồng nhiệt, phấn khích, có tính chất ảo giác, màu nhiệm, làm cơ sở cho những tuyên bố hùng biện, đớp chát, nảy lửa, thổi bùng nhiệt huyết. Tâm lý đám đông này dễ lây lan, tạo ấn tượng, ảnh hưởng đến quyết định của những người chưa theo đạo. Đồng thời, họ phân tán lực lượng, không cần nhà thờ quy mô, mà phân tán lực lượng vào doanh nghiệp, nơi có tín đồ làm chủ, vào các khu công nghiệp, khu lao động nghèo, cần đồng tiền bát gạo.
tại nhà Ly mà chúng nó đến mời Ly đi dự lễ vượt qua là quý vị biết rồi, tại nhà Ly nhá. Rồi bà chị của Ly bà kể là bà đi siêu thị Aeon á, là ba lần bà gặp là có hai bà đi vô tận siêu thị để dụ đạo đó quý vị, bọn tin lèo á. Họ len lỏi vào các khu phố, đồng thời họ phân tán lực lượng không cần nhà thờ quy mô mà phân tán lực lượng vào doanh nghiệp nơi có tín đồ làm chủ và các khu công nghiệp, khu lao động nghèo cần đồng tiền bát gạo. Họ len lỏi vào các khu phố tư gia nay ẩn mai hiện với hình thức marketing truyền miệng rỉ tai kèm giúp đỡ tài trợ cộng với viễn cảnh được đấng tối cao ban ơn che chở. Con số tín đồ được che giấu, việc hành lễ luân phiên qua các tư gia để tạo không khí u minh minh. Tức là nó không cần nhà thờ quý vị. Nó tổ chức hành lễ tại nhà riêng, ở bất cứ đâu. Cho nên bọn này nó rất là, và cũng không cần phải mục sư mới là đi truyền đạo. Nó bất kể ai chỉ cần có một chút kiến thức về, về kinh thánh thôi. U minh minh. Với những đốm lửa nhỏ lúc tắt lúc cháy biết đâu mà lần. Đặc biệt họ hướng đến giới trẻ, những người có ít đề kháng nhất về văn hóa dân tộc, về cội nguồn, những người ưa thích cái mới, cái hiện đại. Họ nắm rất vững chắc tâm lý của giới trẻ, thích vui chơi giải trí, thích được học hỏi những điều mới, những kỹ năng sống, cơ hội việc làm, hay đơn giản là được giúp đỡ khi cuối tháng thiếu tiền. Giới trẻ được cải đạo chính là nòng cốt để đẩy nhanh quá trình dâng dân tộc cho Chúa. Vì họ là thế hệ của hiện tại và tương lai, là thế hệ có sức trẻ, có tài năng, có nhiệt huyết, lại là thế hệ sẽ sinh ra con cháu kế tiếp. Có thể hiện tại họ chỉ là những đốm lửa nhỏ nhưng lại dễ bùng lớn cháy lâu. Ngọn lửa to cùng những đốm lửa bé đó dùng để đốt ai, đốt cái gì? Câu trả lời rõ ràng, đốt con rồng truyền thống Việt Nam. Giáo sư Đặng Nghiêm Vạn trong công trình lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam đã viết như sau. Ở Việt Nam, đạo Tin Lành đi đến đâu, tôn giáo và văn hóa tôn giáo dân tộc bị tàn phá đến đó. Ông viết ở trang 226 trong cuốn Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội năm 2005. Nhìn lại cách giữ đạo hoàng pháp của Phật giáo Việt Nam thì sao? Không thể phủ nhận sự chuyển mình của Phật giáo trong thời gian vài năm trở lại đây. Khi chúng ta chứng kiến những hoạt động xây dựng chùa chiền lễ hội hoàng pháp, sinh hoạt đạo tràng, sinh hoạt thanh thiếu niên, thế nhưng dường như đó chỉ là những nỗ lực mang tính tự phát của số ít chư tôn đức các chùa, chứ chưa mang tính bài bản diện rộng, mang tính chủ trương chiến lược của Phật giáo Việt Nam. Nhìn vào thực trạng tín đồ tham dự các buổi lễ Phật giáo, hầu hết là nữ giới cao tuổi, đúng đấy quý vị, hầu hết những người đã nghỉ hưu, thì có thể thấy rõ thực trạng già nua, thụ động, thiếu sinh khí. Trong bản tin mới đây trên phattuvietnam.net, trong lễ phát thẻ Phật tử tại Hà Nội, 600 người đều là nữ Phật tử rất lớn tuổi, chỉ có một người đàn ông lại cũng lớn tuổi. Hà Nội với hơn 1.000 ngôi chùa nhưng mới chỉ có khoảng 20 câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử sinh hoạt chính thức. Nhìn toàn quốc, thực trạng còn tệ hơn. Đến một mô hình tổ chức quản lý sinh hoạt của thanh thiếu niên Phật tử mà giáo hội vẫn chưa đưa ra được, thì nói chi đến những phương pháp, giải pháp để thu hút giới trẻ đến với Phật giáo. Sự thụ động lớn nhất của Phật giáo chính là ở việc tổ chức và quản lý tín đồ, qua đó thắt chặt liên hệ với tín đồ cũ và thúc đẩy phát triển tín đồ mới.
Chúng ta đang chỉ làm mỗi một việc là mở cửa chùa, chờ Phật tử và người dân đến thắp hương lễ Phật, bỏ tiền vào hòm công đức, và đôi khi được nghe pháp thoại hướng dẫn. Thậm chí ở đa số các chùa, người dân có đến thì cứ bơ vơ, chẳng được ai tiếp đón hướng dẫn chỉ bày. Nếu nói một cách chua chát thì Phật giáo Việt Nam hôm nay đang ăn mày, ăn sẵn quá khứ truyền thống 2.000 năm Phật giáo quá nhiều. Chỉ biết thụ hưởng lộc của các thế hệ tăng ni Phật tử đi trước mà chưa để lại nhiều cho các thế hệ tương lai. Thậm chí không ít người còn tư tưởng thời mạt Pháp cao thâm vi diệu. Ai có phúc duyên với được biết Phật Pháp, người cần Phật Pháp chứ Phật Pháp không cần người. Về lý thì có thể chấp nhận, chứ về sự mà như vậy thì quả là nguy hiểm cho sự tồn vong của Phật giáo. Nếu Đức Phật cũng nghĩ về sự cao thâm vi diệu ấy mà không chuyển bánh xe Pháp, thì liệu chúng ta có phúc duyên giác ngộ giải thoát hôm nay không? Đã qua rồi cái thời hữu xả tự nhiên hương, một tôn giáo thì chủ động tiếp cận tín đồ, còn một tôn giáo thì thụ động ngồi chờ tín đồ đến với mình. Thế thì chẳng bao lâu nữa, đám lửa bùng lên từ Mỹ Đình kia hay từ bất cứ tư gia nào sẽ lan hết khắp mọi miền đất nước và lan cả đến xung quanh chùa Quán Sứ hay mỗi ngôi chùa khác. Các ngôi chùa sẽ chỉ còn là một kiểu điện thờ dành cho những người Phật tử già cuối cùng. Và rồi cũng đến lúc chẳng còn người già nào ở đó nữa. Hà Nội khi đó sẽ giống Seoul Hàn Quốc ngày nay, tràn ngập thập ác trên nóc những ngôi nhà. Minh Thạnh Trọng Hoàng đăng trên phattuvietnam.net. Và đây là những cái bình luận của một số tác giả. Ly sẽ đọc nốt bài của tác giả đăng từ 2011, và đây một cái nick có tên là Xã Tắc cũng bình luận vào ngày 7 tháng 1 năm 2011. Xin cảm ơn anh Ninh Thạnh. Thật giật mình và băn khoăn bồn chồn, phải chăng kinh tế thế giới càng sa sút thì Tin Lành càng dễ bề hoạt động chăng? Tôi không thể hiểu tại sao các bạn trẻ lại dễ dàng theo đạo mà bỏ cả ông bà tổ tông, không cúng lễ đèn nhang, không phụng thờ cả cha mẹ, không phụng thờ cả cha mẹ mình, tổ quốc mình, ông tổ vô hùng của mình. Các cụ ta có câu phòng cháy hơn chữa cháy, và Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Chính phủ Việt Nam cũng áp dụng câu nói này. Vậy mà bài học nhãn tiền ở Buôn Ma Thuột những năm 98 đến 2001 vẫn còn nóng hồi đó, hỡi các vị công an, an ninh của nhà nước Việt Nam. Các bạn trẻ ơi, chết có phải là hết đâu. Định luật tuần hoàn biến hóa năng lượng đối chiếu với giáo lý Đức Phật thật sáng ngời và rõ ràng như thế, tại sao các bạn ùa vào dòng người Tin Lành, mơ ước hão huyền thực sự viễn vông? Mong rằng chư tôn Thiền Đức và các anh Phạm Nhật Vũ, Phạm Nhật Vượng, các vị hãy động tâm động não để tư duy cứu nguy dân tộc trước thảm họa sa đà này khi còn chưa muộn. Một người tên là Nguyễn Khoa. Hai tác giả viết sự thụ động lớn nhất của Phật giáo chính là ở việc tổ chức và quản lý tín đồ, qua đó thắt chặt liên hệ với tín đồ cũ và thúc đẩy phát triển tín đồ mới. Xin đồng ý chỉ một phần mà thôi. Theo thiền ý, sự thụ động lớn nhất là thái độ mũ ni che tai của quý thầy cô lãnh đạo trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tầm nhìn thiếu chiến lược văn hóa của lãnh đạo chính trị Việt Nam trước thế tiến công của Tin Lành và Công giáo. Nếu cứ tiếp tục tình trạng hiện nay thì không lâu nữa đâu, 5 năm, 10 năm, cả Phật giáo Việt Nam và chủ nghĩa xã hội Việt Nam đang trong cơn mê sảng xây lâu đài hào nhoáng trên cát sẽ chỉ còn là vang bóng một thời, vừa giận vừa buồn. Nam Mô Sư Tử
Nam Mô Sư Tử Hống Như Lai. Một người nói: ngưỡng mong anh Minh Thạnh, anh Trọng Hoàng cùng chị Xuân Loan, vì độc giả Phật tử Việt Nam .net hãy dâng bài viết trên đây đến chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam để kính tường tìm biện pháp hoằng dương đạo pháp và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để biết. Tôi có biết vị sư ở thành phố Ban Mê Thuật. Thầy cho biết những năm đầu thế kỷ 21, Tin Lành lũng đoạn đồng bào các dân tộc ở đây, khó khăn về hoàng pháp lắm. Phật tử thuần thành, kể cả cư sĩ, hiếm lắm, nên các sư đầu tròn áo vuông, ăn mặc khác người, không thể len lỏi vào các bản, các ấp để giáo hóa, hóa đạo được. Và thầy thở dài, biết làm sao. Mình từ năng, mình nhận thấy anh Minh Thạnh có rất nhiều bài viết về cải đạo. Em nghĩ có thể anh là người rất lo lắng vấn đề mạt pháp. Mạt pháp chẳng ảnh hưởng gì đến cá nhân người tu học, nhưng với lòng từ bi, em nghĩ những bài viết của anh rất ý nghĩa. Người con Phật không thể nhìn thấy cảnh chúng sinh lầm mê trong biển khổ, trong cái ảo mộng hão huyền. Sống không tôn giáo đã là khổ, sống có tôn giáo nhưng một tôn giáo không thật, một tôn giáo mang đến sự ảo tưởng, liệu chăng có tốt? Em không bàn đến vấn đề văn hóa dân tộc hay không, vì với ý cá nhân, em nghĩ đã là con người sống trên thế giới thì ai cũng như ai, văn hóa dân tộc không có nghĩa là tốt hết, nhưng nếu là tốt thì ta phải giữ gìn. Và em tin chắc rằng trên thế giới này chỉ có Phật giáo là hợp với khoa học, không có lý luận ảo mộng mà thôi. Tất nhiên ngày nay không ít các tu sĩ ở các chùa miền Bắc, theo em nghĩ là có duyên với Phật nhưng không có điều kiện tu học, nên có hiểu sai về Phật Pháp, dẫn đến người đến chùa chúng hiểu lầm Phật giáo có xen sự mê tín vào đó. Vào thời đại hiện nay, em có nghe một bài giảng của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Thầy có nói để hoàng pháp được tuổi trẻ cần phải cho họ thấy được cái khoa học của đạo Phật, chỉ và bỏ đi cái mê tín. Muốn vậy, theo em, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nên có sự thay đổi về các trụ trì ở các chùa hiện nay. Một vấn đề nữa, em thấy có rất nhiều quý thầy vào đọc mà không biết các ý kiến của anh có đến được giáo hội hay không. Em mong rằng ban quản trị sẽ gửi mail hay liên lạc với giáo hội bằng cách nào đó để quý thầy đọc được những ý kiến của anh Minh Thạnh, nếu không sẽ uổng phí những tâm huyết mà anh dành cho Phật giáo. Thiện ý, những bài viết về tình trạng này đã rất nhiều mà các ngài lãnh đạo Giáo hội Phật giáo vẫn im lặng, không hiểu các ngài đang lãnh đạo ai và lãnh đạo cái gì. Hoài Vu, đọc bài viết trên mà đau lòng, tôi cảm thấy xót xa. Đau đớn thay khi nghe dân tộc Việt Nam sẽ thuộc về Đức Chúa Trời. Không biết các vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam có nghe không, có biết chư tôn giáo phẩm có nghe không? Không biết chư tôn giáo phẩm có nghe không? Một dân tộc với 4.000 năm văn hiến mà dám dâng lên cho một kẻ chỉ tồn tại ở trí tưởng tượng, thì thử hỏi lòng chúng ta có chịu được không? Các vị trưởng lão ơi, hãy lên tiếng đi, đừng ngồi im lặng mãi nữa. Đúng y như Ly muốn. Buồn quá. Hiện nay, những cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, mấy chục ngàn người toàn đạo Tin Lành, tương lai con cháu họ và bà con thân nhân của họ toàn là Tin Lành, chưa kể người dân tộc ở miền núi. Chánh Trí An, để thu hút Phật tử, nhất là giới trẻ hiện nay, bảo vệ văn hóa của dân tộc, tôi xin nêu ra một số như sau. Nhà chùa nên tổ chức tiếp đón người dân tới lễ Phật, rồi mời uống nước tiếp đón niềm nở. Hiện nay, chùa ai vào, ai ra không có người tiếp đón. Chỉ có một số người làm công quả thỉnh chuông và làm nhiệm vụ rút bớt chân nhang. Các ngày lễ lớn của Phật giáo nên tổ chức ở nơi công cộng, làm sân khấu trang nghiêm, không nhất thiết chỉ làm trong phạm vi chùa.
Nhà chùa luôn có nhà sư trực để giải đáp những câu hỏi của người muốn am hiểu giáo lý của Phật. Không nên ỷ lại cho người làm công quả, mà phải có sư luôn ở chùa, hình ảnh sẽ đẹp hơn. Đức Chân, con ở phường Thanh Xuân Bắc, thị Thanh Xuân Bắc, Hà Nội. Ở đây có một trụ sở của Đạo Tin Lành. Họ hoạt động mạnh, tín đồ đông, con cái của người đứng đầu được ra nước ngoài học. Họ thường phát tài liệu về nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, nhưng xen lẫn trong đó có sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, của Đức Tin, rất khéo léo. Nhưng cả khu tập thể con không có ai theo Đạo Tin Lành cả. Cách đây không lâu, có một thanh niên đến ngõ nhà con truyền đạo. Con cảm thấy sốt xa quá vì đó là một thanh niên Việt Nam mà sao lại bỏ đạo Phật để nói về Chúa Trời. Chúa Trời ơi, con là người Việt Nam yêu nước, con xin lạy Chúa ban phúc lành cho chủ chăn và đàn chiên người Việt Nam của Chúa về lại với dân tộc và đạo truyền thống của tổ tiên họ, và về lại với dân tộc đất nước Việt Nam chúng con và về lại với dân tộc đất nước Việt Nam chúng con. Chúa ơi, xin Chúa ban phúc lành. Amen, amen. Cái câu này thì Ly không muốn đọc. Còn kêu Chúa, còn amen là Ly dị ứng. Đạo Phật là tôn giáo hòa bình, sự thật và là con đường đi của trí tuệ và đầy từ bi. Ngay cả trong trường hợp xấu nhất là người tin theo đạo Phật có ít hơn người tin theo các tôn giáo khác đi chăng nữa, thì đạo Phật không bao giờ bị lép vế, vì sự thật mãi mãi là sự thật. Và tôi có thể tự hào mà nói rằng những ai đã có diễm phúc trở thành Phật tử, người con Phật chân chính là những người thực sự có trí tuệ. Ngoài cái duyên đã từng gieo với đạo, cuộc sống thiếu dục, tri túc của những người xuất gia chân chính, chỉ có những người có đủ trí tuệ mới cảm nhận và say mê. Vì vậy tôi không bao giờ lo đạo Phật bị lép vế so với các tôn giáo khác, mà ngược lại còn lấy làm tự hào. Vì các tôn giáo khác lo sợ sự bành trướng của đạo Phật trong tương lai và lo sợ những bộ óc trí tuệ sẽ tìm về với cội nguồn của trí tuệ, nên họ mới ráo riết tìm mọi cách để cải đạo, mong vớt vát được phần nào. Ly cũng nghĩ đúng. Thực tế đã chứng minh rằng rất nhiều các vị tu hành có chức sắc ở các tôn giáo khác trên đường tu học không hài lòng với những lời dạy của tôn giáo họ và về trí tuệ và sự thật, nhưng họ lại tìm thấy câu trả lời cho những nghi ngờ của họ trong đạo Phật, và cuối cùng họ đã trở thành những nhà tu hành chân chính của đạo Phật. Vậy thì ta có quyền tự hào và mỉm cười trước mọi sự lôi kéo bài bản với mong muốn cải đạo của các tôn giáo khác với đạo Phật chứ nhỉ? Đạo Phật không bao giờ chủ động lôi kéo tín đồ như các tôn giáo khác, mà ngược lại, bản thân những người muốn đến được với đạo Phật trước hết phải tin và hiểu Phật cũng như những lời dạy của Đức Thế Tôn bằng trí tuệ chứ không phải bằng sự lôi kéo. Có như thế thì niềm tin mới vững bền và con đường tiến tới của họ mới được mở rộng. Điều này đã được chính Đức Thế Tôn xác nhận khi có người đến hỏi về sự nhiệm màu trong tôn giáo do Ngài là người lãnh đạo. Các tôn giáo khác chỉ thành công trong việc cải đạo đối với những người chưa đủ trí tuệ đi trên con đường giải thoát của đạo Phật. Với những người dễ bị lôi kéo, dễ cả tin, thì những giáo lý thâm sâu của đạo Phật chưa thích hợp với họ nên họ chưa có duyên để theo. Với những người ham mê hưởng thụ vật chất thì cuộc sống của người Phật tử cũng chưa thích hợp với họ nên họ cũng chưa gieo được mối duyên lành với Phật, với đạo Phật. Đối với những người chưa đủ duyên này thì thay vì chỉ trích họ, những người con Phật chỉ cần gửi tới họ lòng từ bi hỷ xả, mong cho họ sớm hiểu được chân lý và trở về với cội nguồn, thì sớm muộn gì đạo Phật chúng ta chẳng cần phải tổ chức rình rang, con Phật cũng sẽ trở về với Phật thôi. Đạo Phật là tâm đạo,
Nên nếu những người con Phật cùng đồng lòng hướng về đạo giải thoát và nguyện cầu cho mọi chúng sinh đều được giải thoát, thì đâu có cần phải phô trương thanh thế. Việc của những người con Phật cần phải làm là lo tu sửa cho tốt để sống một cuộc sống thật sự an lạc, thì mới là tấm gương để cho những hạt giống Phật có đất để gieo duyên chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Việt Tùng: cảm ơn Son Lam Cốc đã ru ngủ chúng ta rất tốt. Đến khi Phật giáo có tín đồ chiếm 5% dân số hay nhỏ hơn thì cũng chẳng sao nhỉ. Đến khi Phật giáo trở thành thiểu số và bị chính quyền Tin Lành Hàn Quốc chèn ép thì cũng chẳng sao nhỉ. Than ôi, không biết trong Phật giáo có nhiều những người như Son Lam Cốc hay không? Nếu có nhiều thì quả là nguy cho Phật giáo. Phật giáo hay, đẹp mà không mang cái hay đẹp đó đến cho người, để người tìm cái khác thì hay đẹp để trong tủ kính trưng bày à? Phật giáo hay đẹp mà chỉ thích hợp với một số người nhất định thì hay đẹp ở đâu? Mô Phật, hy vọng không có nhiều người có tư tưởng yếm thế như Son Lam Cốc, để đến lúc giật mình nhìn lại không biết độ ai hay độ những người già sắp chết. Chân thành, để xảy ra tình trạng cải đạo hiện nay, theo tôi trước hết trách nhiệm của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam. Có thể kết luận rằng do thiếu trình độ hoặc kiêm nhiệm quá nhiều chức vụ trong một cá nhân, do đó không làm tròn được một lãnh vực nào cả. Tôi chưa thấy một tổ chức quốc gia, xã hội, đoàn thể tôn giáo nào mà người lãnh đạo ngồi quá lâu ở vị trí của mình qua 6 nhiệm kỳ như tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam. Không biết nhiệm kỳ 7 sang năm có thay đổi gì hay không. Cũng chỉ vô ra cũng là. Nếu như thế này thì hy vọng gì sự phát triển của Phật giáo. Nói ra thực tế này sẽ làm phiền lòng nhiều vị, nhưng thả phiền lòng còn hơn đau lòng cho hàng triệu tín đồ tin Phật. Xin cảnh báo, đừng để 30 năm hưởng thụ biết chừng nào tỉnh giấc mộng nồi chè kê đã mất. Trí Minh: đã đến lúc người tín đồ Phật giáo có lương tâm, những người còn coi mình là con của Phật, những thanh niên Phật giáo hãy bằng hành động của mình, khối óc và đôi bàn tay, ai biết làm gì thì làm đó, như con kiến tha lâu đầy tổ. Chúng ta hãy không ngồi đó trông chờ nữa, mà tự mình cần có những hành động để bảo vệ cũng như tuyên dương tôn giáo và niềm tin của mình, bảo vệ văn hóa truyền thống của dân tộc mình, như những gì mà tín đồ các tôn giáo đã các tôn giáo khác đang làm. Xin lỗi quý vị. Vì niềm tin tôn giáo của họ thì chúng ta hãy làm vì niềm tin tôn giáo của mỗi chúng ta. Nam mô Tùng Địa Dũng Xuất Bồ Tát Mahātát. Cho ly ngưng lại đây ạ. Kính chào quý vị.